Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Thì ngày hôm nay mình quay video có thêm hai thằng nhóc hôm qua nè các bạn. Thì hôm qua mình tặng cho tụi nó hai con diều tí hon của mình. Thì hôm nay nó ra đây quay chung với mình luôn. Thì hôm nay sẽ quay video đại chiến ba con diều tí hon nha các bạn. Thì xem thử con diều của ai bay cao nhất nha. Ok, mình xài con diều cá mập nè các bạn. Thì ngu này con diều cá heo. Đây bạch tuộc. Đó, bà tuột khí tuần học nha. Ok, thì giờ ba đứa mình sẽ thử thả lên nha các bạn. Giờ sẽ từng người từng con thả trước nha. Ok, thì giờ mình sẽ cho con cu thả diều cá heo lên thả trước nha các bạn. Đó, để mình quay cho các bạn xem. Tay thả diều cũng nhìn cũng chuyên nghiệp á các bạn ơi. Đang gió hơi ít nha các bạn. Thả dây ra thêm, đang yếu gió các bạn ơi. Các bạn ơi, thì diều của con cu này thả lên rất là cao các bạn. Này thả diều cũng hay lắm các bạn ơi. Thả dây cao ra luôn, thả cho lên thiệt cao đi. Lên cao được là khỏe, khỏi cần phải ngồi đợi. Mình sẽ vô con diều gần lại cho các bạn xem. Diều cá hồi anh thả diều cá mập anh lên nữa nhìn chắc thấy cưng lắm. Ok, thì bây giờ tới thằng nhóc thứ hai thả con diều bạch tuộc nha các bạn. Bây giờ mình cầm tiếp nó để cho nó chạy nha. Ok, chuẩn bị nha. 1, 2, 3 kéo lên. Lũi xuống mũi luôn. Diều bạch tuộc của con cu này thả lên rồi nè các bạn. Bay rất là ghê luôn. Chạy như một siêu nhân các bạn ơi. Cô này thả diều bạch tuộc chạy hết vòng luôn các bạn. Chạy hết vòng sân động luôn. Ok, diều bạch tuộc bay lên rất là đẹp các bạn ơi. Ok, và bây giờ thì tới lượt mình thả con diều cá mập của mình nha các bạn. Bây giờ gió rất là ít luôn. Lên đi nào, gió ơi. Gió ơi, lên đi. Gió ít quá các bạn ơi. Gió lên rồi đó. Lên luôn. Có gió là lên liền à. Về cái mặt của mình các bạn quay rất là cao luôn các bạn ơi. Quay rất là ghê luôn. Hai cô sợ gì anh chưa? Do có gió các bạn, mình giống như là mình được gặp thời với các bạn. Có gió nó lên. Còn hai con cu kia thả nãy không có gió mạnh. Đúng rồi, thời tới cãi không nổi à. Diều của mình bay rất là cao luôn. Ngồi đây ngắm thôi các bạn ơi, chỉ cần ngồi đây ngắm thôi. Do mình thả ngay lúc gió lớn các bạn ơi, cho nên diều mình nó dễ lên. Ok các bạn ơi, thì một con diều cá mập và một con diều cá heo đang bay. Của mình nó bị vướng vô cái cây rồi các bạn. Hết gió rồi. Còn con diều cá heo của thằng nhóc nó đang bay các bạn. Rất là đầm luôn. Ok các bạn ơi, thì con diều cá heo và con diều cá mập tí hon nè các bạn. Thì hiện tại giờ còn có hai con à. Con diều bạch tuộc thì nó bị hư rồi các bạn ơi. Nó bị hư chứ không lên được. Hồi nãy do bị dướng vô cái cây kia nó bị
gắt rồi các bạn. Giờ chỉ còn con cá heo và một con cá mập thôi. Hai con diều siêu tí hon. Hai con diều siêu tí hon thả cho các bạn xem nha. Wow, bay vòng vòng luôn. Gió lên rồi kìa, thả dây ra đi. Gió lên rồi. Gió mạnh rồi đó. Đây mình sẽ thu gần cho các bạn dễ xem. Đây, một con cá mập và một con cá heo. Tí hon nha các bạn. Chỉ bằng một cái bàn tay thôi. Con cá heo của nó bay rất là đầm, con cá mập của mình nó hơi lạng. Cá heo bay rất là đầm luôn các bạn. Cá heo thích ôm cục điện lắm, hôm qua thả đu trên cây không à. Đây mình sẽ quay cho các bạn xem kỹ gần hai con diều này nha. Đây con diều này là con diều cá mập và con diều cá heo của hai tay thả diều rất là ghê luôn các bạn. Đây là gương mặt của anh cầm diều cá heo tí hon. Ok các bạn ơi, thì nãy giờ tụi mình thả thì con diều nào cũng bay cao hết trơn các bạn. Chỉ có con bạch tuộc nó bay cao quá, nó bị vướng vô cái cây, nó bị gách một tí các bạn ơi. Nên nó bị đảo, nó không bay lên được. Thì còn con diều cá mập với con diều cá heo thì bay rất là ok luôn. Thì cu này con diều nó bị hư rồi, bây giờ thì con diều cá mập của mình sẽ tặng cho nó luôn nha các bạn. Cho hai thằng có hai con để nó dễ chơi các bạn ơi. Chứ cu này nó bị hư diều rồi đâu, không có chơi được. Đây, anh tặng cho mày con diều này luôn. Cảm ơn. Đó, ok thì các bạn xem video thấy hay thì hãy like và đăng ký kênh để ủng hộ cho tụi mình nha các bạn. Đó thì bây giờ thì xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn video kế tiếp nha. Bye. Ok các bạn ơi, thằng cu này nó chơi, nó chạy vừa chạy xe đạp vừa thả diều luôn các bạn. Cu này vừa chạy xe đạp vừa thả diều luôn à. Chơi chiêu này độc rồi nha. Vừa chạy vừa thả này đọc à. Do hiện tại gió ít quá các bạn ơi, cho nên cu này phải chơi tới tuyệt chiêu này các bạn.